Hey ya, chào cả nhà, lại là Gấu SP đây. Bài lần trước, tôi đã trình bày một số tuyệt kỹ hỗ trợ giai đoạn dạo đầu và đưa tí tóc làm sao cho vừa nắng cực, vừa dân dập. Hy vọng là các chế coi trọng chất lượng hơn là số lượng, nghiền ngẫm thật kỹ bí kíp và áp dụng đúng cách để các chị em sung sướng, phải van vỉ cầu xin dừng lại. Đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi đấy các chế ạ. Tuy nhiên thì, để tránh cái tình trạng một số tân binh vẫn còn chính lưỡi, và chưa biết hình dáng bim bim ngang dọc ra làm sao mà đã bị vỗ ngay mấy chiêu hiểm hóc vào mặt, thì tôi xin cung cấp một số kiến thức cơ bản nhưng mà cực kỳ quan trọng dành cho anh em nào chưa bao giờ thi triển oral hoặc là đã thực hành nhưng mà lại fail sấp mặt. Phần này đảm bảo sẽ giúp các liền anh chống sốc đắc lực khi lần đầu được thưởng lãm và ăn bim bim. Nói điêu làm con chó luôn nha. Ok, bắt đầu vào chủ đề luôn. Dăm ba thứ cơ bản về bim bim. Thứ nhất, cẩn thận chọt nhầm lỗ. Không hề đọc nhầm nha, không hề nghe nhầm nha. Chuyện chọt nhầm lỗ là có thật và cực kỳ phổ biến luôn á. Các thím biết vì sao không? Khác với cấu tạo quá sức đơn giản của quả chuối của các thím, nếu bao gồm cả hậu môn, thì cơ quan tác chiến của các chị em có tận 3 lỗ cơ. Xui hơn nữa là mỗi lỗ cách nhau có vài cm thôi à. Nghĩ thì cũng thương thay cho các thím, quá trình gạ xoạc đã khó. Lúc miếng ăn đến miệng rồi mà còn không dò được đúng chỗ để khai triển công lực thì hết sức là ê chề luôn. Một phút tự kiểm điểm cho thím nào từng chọt nhầm lỗ nha. Mấy cái tên ác ma này đúng là thử thách nhãn lực và khả năng định vị GPS của các thím thật. Nhưng chúng nó sống chung khá yên ổn vì phân chia nhiệm vụ cực kỳ rõ ràng. Các thím cứ yên tâm, sẽ có hình ảnh minh họa cực kỳ chân thực về vị trí của từng bé, rất trực quan và vô cùng sinh động. Âm vật, nghe cho sang mồm thế thôi chứ ngày xưa ông bà toàn gọi là hột le hay là mồm đốc, nghe tên quê vãi cả trường. Đích thị thì đây là bà chúa, trợ thủ chính trong quá trình lên đỉnh của các chị em. Các thím phải cưng chiều, nựng nịu em nó cho cẩn thận vào. Âm vật là bộ phận nhạy cảm và bá đạo bậc nhất cơ thể, vì nó có chứa tận 8.000 đầu dây thần kinh. Để tăng phần thân mật, các thím có thể gọi ả bằng nghệ danh thứ nứng lở mong manh cho đúng cái bản chất. Vì chỉ cần kích thích âm vật một tí thôi là đã khiến chị em rên rỉ và thủy triều ra ào ạt rồi. Âm vật có dạng mô chứ không phải là lỗ nha. Lỗ tiểu hay còn gọi là cửa niệu đạo. Đây là nơi xả nước tiểu nha. Nhìn theo chiều dọc pussy thì là lỗ đầu tiên luôn. Nó nằm giữa âm vật và âm đạo. Khác với cấu tạo hợp nhất đơn giản của các anh, niệu đạo và âm đạo của nữ giới bọn tôi không chung một đường. Âm đạo, chỗ các anh nhét ra nhét vào là đây chứ đâu. Âm đạo có dạng rỗng, là trọng điểm đón dương vật vào và nhả em bé ra nhà các thím. Do vai trò đặc biệt quan trọng nên âm đạo có thể giãn nở kích thước gấp nhiều lần so với bình thường, giúp cho việc sinh nở thuận lợi hơn. Màng trinh sẽ nằm bên trong và che chắn một phần, chứ không phải là hoàn toàn âm đạo. Đó là lý do vì sao mà khi các quả chuối xâm nhập vào bim bim lần đầu tiên thì thường màng trinh sẽ bị rách và rỏ ra một ít máu. Bạn đang hoang mang không biết chọn nghề nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Các thím đừng bao giờ nhầm lẫn âm đạo với cả âm hộ nha. Âm hộ là bộ phận mà ta nhìn được bằng mắt thường ấy. Chỗ đó được lông mô bao phủ xung quanh như hình bên dưới này. Ba cái lỗ mà tôi nói đến lần lượt chính là lỗ niệu đạo, âm đạo và hậu môn. Ngoài ra thì còn cái môi lớn và môi bé, hai nhân tố cực kỳ phức tạp sẽ được tôi bàn ở trong video lần này. Thứ hai, chớ đánh cháo khái niệm. Oral sex, quan hệ tình dục bằng đường miệng, là tên gọi chung cho những hành động kích thích khơi dậy ham muốn tình dục ở bim bim, chuối và cửa sau bằng cách sử dụng miệng, lưỡi, môi. Có rất nhiều tên gọi biến thể cho oral, bao gồm thế 69, thổi kèn, ăn đào, ăn chuối, ăn bim bim, vân vân và mây mây. Các thím có thể tra tiếng Anh bằng các cụm từ như là giving head, blowjob, going down, eating peach, hôn sâu, nút véo hay là dây mông đều không được tính là oral sex nha. Oral có an toàn hay không còn tùy vào quan điểm của các thím thế nào là an toàn. Tin vui là quan hệ kiểu này sẽ không dính bầu. Tuy nhiên thì các thím vẫn có rủi ro mắc bệnh lây truyền của đường tình dục nếu không có biện pháp bảo vệ. Thế oral sex thì bảo vệ thêm méo là được. Đeo khẩu trang y tế lúc thi triển à?
có hai cách bảo vệ phổ biến. Đối với nam giới thì các thím rõ rồi. Chỉ cần sử dụng ba con sói để đối tác oral cả ngày cũng không vấn đề gì. Còn với nữ, nếu các thím chơi oral ở cửa hậu thì áp dụng phương pháp tinh tế hơn là dùng tấm che miệng nha khoa để triển khai chiêu thức oral. Tấm này thường làm bằng mủn cao su, dùng dán lên khu vực trọng điểm. Nước ngoài khá phổ biến, chứ Việt Nam thì khả năng toàn chơi trần. Đương nhiên thì nhân trần vào giới cũng kích thích hơn, cứ đưa lưỡi đường nào là co giật đường ấy, oral mà còn che chắn nữa thì có vị méo gì. Thứ nướng lở mong manh, nếu sướng là ưu tiên hàng đầu, thứ nướng lở mong manh thì các thím phải chọn đối tác làm sao cho nướng lở mong manh cho đảm bảo, và với bản thân cũng phải chung thủy một tí. Đừng có lang chạm một chày dã mấy cối, thứ nướng lở mong manh thì mọi thứ ok con dê cả thôi, lo lắng làm cái quái gì. Nhưng cuộc sống mà, giờ 1m2 là có 7 soạc thủ. Chỉ biết tự bảo vệ mình và cầu Chúa Giê-xu, Đức A-la cùng với 69 vị thánh khác chắc vẫn chưa đủ. Người ta cứ nói đen thôi, nhưng đỏ thì cũng vẫn thế thôi các thím ạ. Oral hay anal sex thì cũng như canh bạc, hên thì ăn cả, xui thì dẫn lở mong manh. Thứ ba, tam thập lục, cái bút si. Cấu tạo cơ bản của Bim Bim thì nói chung là chị em bên Lào cũng có bấy nhiêu lỗ như chị em bên Úc. Nhưng ngoài điều này thì Bim Bim đa dạng và độc nhất cực kỳ. Từ hình dạng, kích thước, màu sắc đến mùi thơm, hương vị đều có sự khác biệt rõ rệt. Mấy đồng dâm chưa nhìn Bim Bim ở ngoài đời thực bao giờ thì cứ nghĩ về mấy cái Bim Bim ở trong Pornhub là biết có giống nhau cái nào đâu. Còn anh em mà đã có kinh nghiệm tình trường thì chắc cũng kịp nhận ra mỗi người yêu cũ đều có một Bim Bim đặc trưng riêng. Đương nhiên là điểm chung duy nhất là Bim Bim nào cũng gây sảng không thể hiểu nổi, cứ nướng lở mong manh. Có 4 kiểu Bim Bim phổ biến. Như ngựa bất kham, môi lớn có thịt đệm khá dày, khi đứng lên có cảm giác hơi thõng xuống, khít và ép sát nhau. Nhìn chung thì Bim Bim trông đầy đặn, chắc chắn và mập mạp. Bé Múp đình đám ở trên Tumblr là người sở hữu một cái Bim Bim kiểu này. Nhất bên trọng, nhất bên khinh. Đây là hình dáng khá độc đáo và hay gặp. Môi bé có độ dài hai bên hơi lệch lạc, một bên sẽ dài hơn một xíu và lộ khá rõ khỏi môi lớn nếu chị em đứng lên. E ấp phong tình, ẩn thân chi thuật. Kiểu Bim Bim này phổ biến và hay gặp nhất khi xem Pornhub, làm các anh cứ nhầm tưởng đây là hình dạng Bim Bim tiêu chuẩn của các chị em. Nhưng mà nhầm to, ngoài đời thật thì gái nào có kiểu Bim Bim này là hơi hiếm, vì hình dạng này được xếp vào danh sách ít gặp nhất. Tên gọi này dùng để chỉ dạng Bim Bim có môi lớn phẳng, che kín hoàn toàn môi nhỏ, khi đứng lên cũng không bị thõng xuống như là loại Bim Bim số 1. Thi gan cùng tuế nguyệt. Đúng với nghĩa đen khiêu khích gợi đòn, với dạng Bim Bim này thì môi bé cố tròi ra, cuộn lên nhẹ nhẹ như một nụ hoa tulip, như muốn nhắn nhủ với các thím là em ở đây nè, đến chén ngay đi. Bim Bim này nhìn rất sexy và gợi dục. Thú vị và may mắn vãi trưởng cho các anh, vì đây là dạng Bim Bim phổ biến nhất trong danh sách của các thím ạ. Thứ tư, squatting và những thứ liên quan. Nói thực thì phần xuất tinh của nữ giới có quá nhiều thứ tranh cãi. Vậy lý do tranh cãi là gì? Đầu tiên và quan trọng hơn cả, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về mảng này. Đa số kết luận về squatting dựa vào phỏng vấn và tiến hành khảo sát ở phạm vi nhỏ, hoặc là có nghiên cứu nhưng số mẫu tham gia rất thấp, hoặc kết quả nghiên cứu không đồng nhất. Thêm vào đó, squatting xuất hiện với tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có 10% phụ nữ được phỏng vấn là đã từng xuất tinh cùng lúc khi mà đạt cực khoái. Tần suất squat cũng không đều, tức là lúc thì ra ảo ạt, lúc thì tịt ngóm luôn. Ghê gớm hơn là nhiều người cho rằng squatting thực chất là một dạng xón tiểu nhẹ ở chị em do cơ sản chậu bị suy yếu, cộng với áp lực lớn lên bằng quang khi mà quan hệ tình dục. Vì dù ông trời cho các Bim Bim có tận 3 cái lỗ thật, thì đúng là xuất tinh ở phụ nữ là do tuyến scan tương ứng với tuyến tiền liệt ở nam tạo ra. Nhưng mà khi squat thì cái chất lỏng thần kỳ lại đi qua niệu đạo, vốn là nơi đưa nước tiểu ra ngoài. Ở đàn ông, tình trạng xón tiểu khi quan hệ có xảy ra nhưng mà không nhiều. Lý do là bởi vì khi quả chuối cưng cứng, cơ vòng ở bàng quang sẽ tự động đóng lại, ngăn nước tiểu không đi vào niệu đạo. Ở Mỹ có khoảng 25 triệu người gặp vấn đề về kiểm soát tiểu tiện và 80% trong số đó là phụ nữ. Với level tranh cãi cẳng co này, tôi mạn phép cho rằng việc nhiều thím
lấy chuyện squatting của chị em ra làm mục tiêu chứng tỏ sự cu ngầu trên giường là thiếu căn cứ khoa học, biết làm chị em xuất cũng không tỷ lệ thuận với đẳng cấp pro đâu nha. Việc xác định là chị em đạt cực khoái thật sự hay giả vờ nên dựa vào sự co thắt của âm đạo cùng các tín hiệu mạnh mẽ, rõ ràng khác của cơ thể hơn là squat đơn thuần. Cực khoái có thể đi kèm với squat nhưng không có nghĩa cực khoái là bằng squat nha. Thứ năm, co và giãn, hiểu sao cho đúng. Trong các cuộc trà sư hậu tử, tôi thấy anh em hay nói về việc bim bim bị giãn nếu chỉnh choạc nhiều. Hồi còn ngây thơ thì tôi cũng ủng hộ trường phái này lắm. Nhưng mà càng ra đầu, đọc càng nhiều thì càng thấy sai sai ở đâu đấy. Về cơ bản, bim bim giống như một cái ống cao su chất lượng thượng phẩm, nghĩa là theo nguyên tắc sẽ trở lại hình dạng ban đầu, không kể tần suất quan hệ bao nhiêu. Tuy nhiên thì ống cao su có tốt đến mấy cũng sẽ bị giãn theo thời gian. Nguyên nhân bị giãn đương nhiên là rất đa dạng. Việc đổ cho tần suất quan hệ có đôi chút phiến diện nha. Việc bim bim giãn hay là khít phụ thuộc vào các yếu tố chính sau đây. Sinh nở muộn và dày. Sinh nở ở trong độ tuổi 20 đến 30 được coi là thời điểm tốt nhất, ít gây ảnh hưởng đến độ đàn hồi của cô bé. Bim bim tuy co giãn tốt, nhưng khả năng phục hồi về trạng thái ban đầu sẽ giảm dần theo thời gian do lão hóa và các cơ yếu đi. Nhiều người sau 30 tuổi mới sinh nở khiến cho các bim bim rất khó quay lại thời kỳ đỉnh cao. Một lần sinh nở ở độ tuổi 30 có thể khiến bim bim giãn gấp đôi so với người ở độ tuổi 20. Mức độ tàn phá rất là nặng nề đấy. Thế này có thể hiểu là tác giả đang khuyên chị em sinh sớm hơn đấy. Di truyền bẩm sinh, nhiều bim bim khi sinh ra đã có cấu tạo cơ thể hơi khác với số đông và âm đạo bị rộng hoặc là không bót, khít cũng có thể là một đặc điểm do di truyền. Bình thường thì chị em khó nhận thức được điều này. Tuy nhiên thì khi quan hệ tình dục, thậm chí là lần đầu tiên xâm nhập, các thím đã có thể nhận ra được. Nắng và không nắng có một số khác biệt cơ bản giữa biểu hiện của chuối và bim bim khi nắng cực. Các anh thì dựng cột buồng cứng ngắc, sẵn sàng cơm bát. Còn đối với các chị em thì các nhóm cơ của bim bim lại chuyển dần sang trạng thái thư giãn, mở rộng hơn so với bình thường. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Theo lý thuyết sinh học, bim bim phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho chuối xâm nhập vào. Thêm vào trạng thái thư giãn đó, việc tiết ra dịch ẩm, nhờn cũng sẽ giúp cho việc tấn công của chuối trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn. Hai điều này khiến cho nhiều thím non kinh nghiệm sẽ nghĩ rằng, ủa, sao bình thường trông bé xinh dễ cưng lắm mà lúc đi vào lại trôi tuồn tuột, dễ ợt thế này? Sai, quá sai nhá. Phạt nhá, phạt nhét củ cải vào mông cứ nướng lở mong manh. Khi ở trạng thái căng thẳng, lo âu, các cơ âm đạo sẽ co thắt rất mạnh. Điều đó lý giải vì sao lần đầu dùng tampon thì con gái sẽ cảm thấy rất là đau đớn và khó chịu. Chính lo sợ và stress sẽ khiến bim bim rất khó tiếp nhận dị vật. Nói luôn cho các thím không biết, tampon là một dạng băng vệ sinh hình trụ, nhỏ cỡ ngón tay trỏ của phụ nữ, được sử dụng bằng cách nhét vào trong âm đạo, chứ không dùng bên ngoài như là Diana các thím thường biết. Vì vậy, lúc quan hệ, các thím cũng nên chú ý quan sát và cảm nhận. Nếu các thím thấy đối tác bót quá mức bình thường, thậm chí là gây khó khăn khi xâm nhập, thì có hai nguyên nhân chính, hoặc là đối tác đang cảm thấy không thoải mái và hứng thú, hoặc là các thím dạo đầu, warm up chưa đủ gây hứng cho đối tác, cần gia tăng, bú, mớm, nút, vần vò thêm. Vậy là cuối cùng cũng xong phần kiến thức cơ bản, khối lượng thông tin thì cũng không quá lớn. Hy vọng là các thím cũng tích lũy được thêm một chút ít kinh nghiệm và kiến thức có ích để chuẩn bị kỹ lưỡng cho những lần have sex lần sau. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.